Vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở Hải Phòng, tạm giữ người cha để làm rõ nguyên nhân. Khuya 16 tháng 8, chỉ huy công an huyện Thủy Nguyên cho biết, hiện đơn vị vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1966, trú tại thôn 3, xã Kiền Bái. Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy được xác định là bà Nguyễn Thị Thờ, sinh năm 1971, vợ ông Hải, chị Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1990, con gái ông Hải, cháu Nguyễn Thị Tuyết Nhờ, sinh năm 2017, cháu ngoại ông Hát, và anh Vũ Trọng Ca, sinh năm 1990, con rể ông Hải. Sau khi xảy ra vụ cháy, ông Nguyễn Văn Hải bị bỏng nhẹ ở tay và đã được đưa đi bệnh viện sơ cứu. Sau đó người đàn ông này được xuất viện và làm việc với cơ quan điều tra. Cùng ngày, ông Hải bị công an huyện Thủy Nguyên tạm giữ để điều tra về tội vô ý làm chết người. Bước đầu khai báo với cơ quan công an, ông Hải cho biết chị Hát gần đây bế con gái về lại nhà bố mẹ đẻ ở. Ngày 15 tháng 8, nhân ngày nghỉ cuối tuần, anh Vũ Trọng Ca, chồng chị Hát, đến nhà bố mẹ vợ chơi, khuyên giải chị Hát về lại nhà chồng sinh sống. Ông Hải cũng động viên, khuyên can con gái về nhà chồng, tuy nhiên giữa hai bố con xảy ra mâu thuẫn. Khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, sau khi khuyên can con gái bất thành, ông Hải đã dùng chai xăng ném vào trong phòng nơi có vợ, hai vợ chồng con gái cùng cháu ngoại đang ngồi chơi với mục đích dọa để con gái về nhà chồng. Khi ném chai xăng vào trong phòng, chai xăng rơi trúng vào chiếc bật lửa ga để cạnh chiếc điện thoại của người con rể, khiến chiếc bật lửa ga phát nổ, bắt vào chai xăng gây ra đám cháy. Thấy cháy, ông Hải vội lao vào trong phòng để cứu cháu ngoại đang được chị Hát bế. Giữa ông Hải và chị Hát xảy ra giằng co, ông này không kịp bế cháu ngoại ra ngoài và cũng bị đám cháy bắt vào. Anh Ca thấy ông Hải bị bắt cháy liền lao đến, đẩy ông Hải ra khỏi phòng. Tuy nhiên, vụ cháy nhanh đã khiến vợ ông Hải, hai vợ chồng con gái và cháu ngoại thiệt mạng. Kể về hoàn cảnh gia đình ông Hải, một vị cán bộ xã cho hay, người đàn ông này trước làm nghề hàng hải. Vài năm gần đây, ông nghỉ hẳn việc đi biển, gia cảnh thuộc diện khá giả, có hai căn nhà xây sát nhau, vợ ông Hải cầm phường nhỏ trong xóm. Hai vợ chồng ông có hai người con, cô con gái cả Nguyễn Thị Hát làm công nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, con trai út của ông Hải không ở nhà nên thoát nạn. Vụ hỏa hoạn khiến chính quyền xã Kiền Bái vô cùng vất vả, phải cắt cử người phối hợp phong tỏa hiện trường, tiến hành cứu giúp người bị nạn dập lửa. Đồng thời, cử người tuyên truyền cho nhân dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc, giải tán vì họ tụ tập quá đông, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy các nạn nhân bị tử vong do sốc bỏng. Vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường. Trong số các nạn nhân có chị Nguyễn Thị Hát đang mang thai. Chính quyền địa phương ở Thủy Nguyên bước đầu hỗ trợ cho gia đình người bị hại 75,6 triệu đồng để lo hậu sự.